sách này tức là nó có rất nhiều hình ảnh minh họa, tức là khác với cái lối viết và cái lối trình bày của Dung, tức là thường là ít dẫn chứng, thì đây có rất nhiều dẫn chứng. Và cái thứ hai tức là có rất nhiều những hình ảnh minh họa cụ thể, vì đấy cho nên nó cũng làm cho người ta dễ hiểu hơn. Một cái nữa tức là lối viết của Dung và của các tác giả, đồng thời là những người bạn, những học trò của ông ở trong những cái vấn đề cụ thể ở đây thì cũng là theo một cái lối viết tức là diễn giải, tức là dẫn từ cái đơn giản đến cái phức tạp, và trong những cái dẫn từ vấn đề này sang vấn đề khác thì nó có một cái sự liên tục, có những chuyển liên tục. Và cái thứ hai là có những cái dẫn chứng cũng là có những cái ví dụ cụ thể, cho nên là cái cuốn sách này nó cũng dễ hiểu hơn. Một cái ý nữa tôi muốn nói tức là có lẽ là theo cái tinh thần ấy, không biết nhà đang có chỉ huy gì trải không, nhưng mà cũng theo cái tinh thần ấy thì tức là cái cuốn sách này là dịch giả cuốn này là Mai Sơn theo một cái hướng tức là dịch, tức là làm sao sử dụng cái từ ngữ thông thường ấy, để kể cả những thuật ngữ ấy. Thuật ngữ là chúng ta biết là thuật ngữ khoa học ở Việt Nam, nhất là ở những cái bộ môn mới thì tức là nó không ổn định, mỗi người dịch một cái và mỗi người hiểu một kiểu. Thế cho nên là vấn đề thuật ngữ là rất khó, cũng là một trong những vấn đề lớn. Thì trong cái cuốn sách này anh Mai Sơn ấy, có lẽ để cho dễ hiểu là chúng ta là thường dịch các thuật ngữ theo cái lối diễn giải, lối diễn giải. Thì cái này nó cũng có vừa ưu điểm vừa nhược điểm. Ưu điểm tức là nó dễ hiểu, nhưng mà nhược điểm tức là đánh mất cái tính thuật ngữ. Đây thì tôi với tư cách là một cái người mà thực ra thì tôi tham gia giảng dạy ở trường đại học, cũng cho đến nay thì cũng được gần 30 năm đó, và cũng có 20 năm là tôi thực hành và giảng dạy rất là, cũng được gọi là chuyên sâu về phân tâm học ở trong khoa tâm lý học. Thế và tôi nhận thấy rằng là đúng như là thầy Quý có nói đấy, thì với ba cái người mà được xem như là cốt lõi nhất ở trong phân tâm học, mà trước tiên là Sigmund Freud, rồi đến Caju, rồi đến Jean Lacan, thì những cái quan điểm hệ thống lý thuyết của Simon Freud vẫn là dễ hiểu nhất, ngay kể cả khi ông ấy nói khó hiểu thì cũng vẫn là dễ hiểu nhất. Thế còn Jung khó thì bởi vì mình ít tiếp cận và cũng thực sự là khó. Jean Lacan cũng không kém đấy, và đa phần thì chúng ta sẽ thấy mình thời gian phân tâm học là đụng chạm đến ngôn ngữ rất là nhiều, và đa phần là các vị phân tích dựa trên ngôn ngữ cũng khá nhiều, toàn bộ là phân tích bằng lời nói thôi, mà lời nói thì mỗi người sẽ hiểu theo một cách, đúng không ạ? Thế và vì vậy thì nó sẽ ít có những cái bằng chứng để nói rằng là nó đúng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đọc, khi chúng ta tìm hiểu tự ngẫm thì chúng ta cũng ở trong một cái ranh giới rất là băn khoăn ý, là mình cũng thấy đúng, nhưng rồi mình cũng lại nghi ngờ, không biết là nó có thực sự đúng hay không, tức là nó vân vân ở trong cái tình trạng như vậy. Và điều đấy nó tạo ra một cái sự quyến rũ, một cái sự hấp dẫn của phân tâm học. Tôi đọc cái cuốn sách này tôi cũng rất là thích. Dĩ nhiên tức là theo cái góc độ của tôi, ví dụ tức là tôi không phải là nhà nghiên cứu về phân tâm học cũng giống như chị Hương, và nghiên cứu lý thuyết để mà áp dụng vào cái chuyên môn của mình. Ví dụ như chị Hương thì là xử lý các trường hợp lâm sàng, và tôi đi xử lý các hiện tượng văn học nghệ thuật. Thế cho nên là vì thế cho nên là những cái điểm gì mà gọi là khả thủ đối với mình thì trước hết là mình thích. Thế thì trong này thì, trong cái cuốn sách này thì là có một số những vấn đề mà tôi thích. Ví dụ vấn đề anima animus cũng thích này. Cái thứ hai là cấu trúc tâm thần, đây là một cái điều mới mẻ, nó khác hẳn phân lớp là tôi thích. Thế thì trước hết là tôi nói đến cái thích trước hết, chị Hương cũng như là mọi người quan tâm, tức là cái
Anima Animus, tức là trong mỗi một cái người nam thì đều có một cái linh âm, có nghĩa là một cái tính nữ, tính nữ nó ẩn ở trong bản thân mình, nó ẩn nhưng mà nó lại rất là mạnh, nó có thể chi phối những cái định hướng của người nam, định hướng về mặt giới tính của người nam. Ngược lại thì trong mỗi một người nam thì nó có một cái mỗi một người nữ nó có một cái linh dương đấy, nó cũng có tác dụng như vậy. Thì điều này thì trước lần đây chứng minh một cái, tức là cái lượng tính của con người không phải chỉ có nam mà có nữ, mà trong nam có nữ, trong nữ có nam, tức là tính chất lượng tính của con người. Và từ đó nó mới dẫn đến hiện tượng đồng tính. Thế thì khi Dung có nói rằng, tức là đối với người nam ấy, thì tức là cái linh âm này, linh âm nó chi phối, nó tạo ra tính cách, tạo ra thị hiếu, rồi tạo ra cái việc chọn cái gọi là ý trung nhân của mình. Cũng và cái linh dương thì cũng ngược lại, nhưng nó khác nhau một số, tức là đối với người nam ấy thì tức là người ta tìm cái linh âm của mình, tức là thông qua rất nhiều thứ. Còn đối với người nữ, tức là tìm cái linh dương của mình chỉ thông qua một người đấy. Vì thế cho nên là có thể bây giờ không đúng nữa, hoặc là như sao đó, vì đây cho nên bây giờ tức là vì thế cho nên là người nữ trung thủy, đúng không, người nữ trung thủy có tính trung thủy, và người nam thì tính ra nha tính ấy. Thế thì thế là không, đây không phải là chuyện đạo đức, không được phê phán chuyện đạo đức, mà nó chỉ huy bởi cái vô thức, cái linh âm và linh dương cho mỗi người. Ngay trên cuộc đời của Dung thì nó chứng minh cho cái chuyện này. Dung ngoài một cái người vợ, tức là Yama đấy, tức là rất là trung thủy, rất là học thức, rất là giàu có các thứ. Thế thì tức là ông vẫn có rất nhiều bồ, gọi là những cái bồ đó để tạo thành một tập hợp, được gọi bằng một cái tên, tức là những người phụ nữ của Dung. Nhưng trong đó thì có hai người đặc biệt nhất, là một người vốn là bệnh nhân của Dung do Freud đấy kiểu đến, tức là bà Sabina, một người Do Thái ở Nga, và sau đây bà đã trở thành một nhà Phật giáo học. Và một bà người Đức thì sống với Dung suốt đời đấy, bên cạnh vợ, sống song hành, hai bà là song hành với nhau.